dải đất uốn cong hình chữ S nằm hiền hòa bên bờ Thái Bình Dương tên gọi Việt Nam, là quê hương ngàn đời yêu dấu của chúng ta, mà dù có xa mặt cũng không bao giờ cách lòng. Khi tiễn biệt con ra khơi tìm tự do, mẹ chỉ mong con dù ở nơi nào cũng không quên nguồn cội. Mẹ gói vào trong một chiếc khăn, nắm đất quê hương dặn hãy cầm, mai con bờ bến nào xa lạ, còn có bên mình hương núi sông. Đó là người mẹ Việt Nam tiêu biểu mà nhà thơ Nguyên Nghĩa đã ghi lại. Nhưng hành trang nơi quê người không phải chỉ có nắm đất mẹ trao, mà những người con Việt Nam còn mang theo luôn trong lòng một trời đất nước với bao nhiêu hình ảnh nâng niu, bao nhiêu ký ức vơi đầy, dù nhỏ bé nhất cũng vẫn đậm nét trong tâm khảm. Ngày mai tôi vượt Thái Bình Dương, hỡi mây và gió sắp lên đường, hỡi dòng nước chảy qua Đông Hải, cho tôi gửi hồn về cố hương. Xin mượn mấy dòng thơ trên của Hoàng Bảo Việt để hình dung cuộc hành trình thăm lại quê cha đất tổ. Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, kết nối ba miền Bắc Trung Nam thành anh em một nhà, hai chữ Việt Nam linh thiêng sẽ mãi mãi rực sáng như viên ngọc chói lòa mà dòng lịch sử thăng trầm đã minh chứng sâu sắc qua 4.000 năm văn hiến.
tan thành khói giang.